Mục vụ tin và sống xin kính chào quý vị. Hôm nay xin kính mời quý vị nghe bài đọc đức tin. Chúa là nơi con nương tựa. Vào tháng 6 năm 1985, những người theo dõi truyền hình bên Tây Phương vẫn còn nhớ mãi hình ảnh chiếc máy bay đang đậu ở phi trường. Với viên phi công trong buồng lái ngó ra ngoài nói chuyện với một số phóng viên, trong khi có một người đứng bên cạnh cầm súng dí sát vào đầu viên phi công. Đó là hình ảnh của viên phi công John Destruck trên chiếc máy bay của hãng hàng không TWA bị không tặc uy hiếp trên đường bay từ thủ đô Athens của Hy Lạp về La Mã. Trong suốt 17 ngày, không tặc đã dùng lựu đạn và súng uy hiếp viên phi công, buộc ông phải bay từ Beirut sang Algiers, rồi bay về Beirut cả thấy 4 lần. Họ cũng đã bắn chết một hành khách, đánh đập một số hành khách khác. Cuối cùng, họ đã để cho 39 con tin trên máy bay được đem đến một căn nhà ở Beirut, rồi được trở về Đức trước khi được trả tự do. Mặc dù không phải là con tin trên chiếc máy bay đó, nhiều người cũng thấy căng thẳng hồi hộp chỉ vì theo dõi tin tức trên truyền hình hay truyền thanh. Mới đây, viên phi công John Destruck có thuật lại kinh nghiệm hy hữu của mình. Anh nói như sau: lúc đó tôi biết chắc chắn là có Chúa ở với tôi, nên tôi không những không sợ hãi mà còn tràn ngập bình an, tin tưởng là khác. Anh cũng nói thêm rằng anh đã tin Chúa năm lên 25 tuổi, nhưng lúc bấy giờ anh chưa thật sự thức tỉnh, bắt đầu học Kinh Thánh và cầu nguyện một cách đều đặn. Nhờ có Kinh Thánh mang trong mình, cho nên suốt 17 ngày bị uy hiếp, anh vẫn không tỏ ra nao núng vì tin chắc có Chúa đang phù trợ anh. Năm 1987, John Destruck đã xin thôi không làm việc cho hãng hàng không TWA để tập trung vào một vụ chuyển giáo Mission Advisory Fellowship để lái máy bay đưa các nhà chuyển giáo đến các vùng xa xôi hẻo lánh trong nhiều năm. Đi đến đâu, anh cũng thuật lại việc Chúa đã giải cứu anh, nhất là việc Ngài đã ban cho anh bình an, tin tưởng khi phải chạm trán với tử thần. Ai trong chúng ta có lẽ cũng hơn một lần chạm trán với tử thần hay kinh qua những giờ phút đen tối trong cuộc sống. Những người không có niềm tin thường sợ hãi, bối rối vì không biết những gì đang chờ đợi mình bên kia cuộc sống. Những người có niềm tin hẳn không là những con người không biết sợ hãi, nhưng họ tin rằng bên cạnh họ luôn có đấng che chở, phù hộ, bảo trợ họ. Chúng ta có thái độ nào khi đứng trước những giờ phút nguy ngập, những thử thách trong cuộc sống? Chúng ta có tin tưởng rằng có đấng luôn ở bên cạnh chúng ta để gìn giữ, phù hộ chúng ta không? Với niềm tin vững vào tình yêu của đấng luôn có mặt bên cạnh chúng ta, chắc chắn chúng ta có thái độ lạc quan hơn trước cuộc sống. Chúng ta sẽ đối đầu với những khó khăn và thử thách với bình thản và vui tươi. Câu gốc suy gẫm: dù khi tôi đi qua thung lũng bóng chết, tôi sẽ không sợ tai họa gì, vì Ngài ở cùng tôi, cây trượng và cây gậy của Ngài an ủi tôi. Thi Thiên 23 câu 4. Chúa yêu thương bạn. Amen.